Cái này nhiêu con lận anh? Ngàn ba. Dữ vậy hả? Quá trời đã. Ngàn ba mà đẻ ngàn mấy. Rồi rồi rồi, dịch đẻ hả? Dịch đẻ. Một đêm lụm ngàn mấy trứng đã ha. Đêm kiếm mấy triệu, mấy triệu. Đêm kiếm mấy triệu. Mình là Diễn Nông Dân đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà về dịch chạy đồng nha. Đây là cái hình ảnh mà dịch chạy đồng mình tình cờ bắt gặp được trên cái đường đi của mình á. Và mình có hỏi cái anh chủ này á, là anh nói á, là cái bầy dịch này hiện tại á, là 1.300 con nè, mà có 1.100 con đẻ nha. Là một đêm mà anh lụm trứng là 1.100 trứng đó cả nhà, mà không có tốn đồng bạc tiền lúa nào luôn á. Là cái này là chiên là dịch chạy đồng nha. Dịch này là từ Vĩnh Long chạy xuống Trà Vinh mình để ăn cánh đồng ở hai bên nè. Dịch này rất là nhỏ, chắc là giống dịch siêu cò á. Loại này nó đẻ dai dữ lắm mà trứng nó lớn nữa. Anh chủ ảnh cho biết là khoảng 3 ngày nữa ảnh đem xuống 7.000 con nữa. Tổng cộng cái đàn dịch của ảnh là có 8.300 con ha. Cái này là chỉ có 1.300 thôi. Cả nhà tính đi, trứng dịch bây giờ là 2.500 đồng một trứng. Mà mỗi ngày là lụm khoảng trên 8.000 trứng dịch. Đó, trên 8.000 trứng dịch mà nhân cho 2.500 là chạy khoảng một ngày vậy, và khoảng thu vô khoảng 20 triệu tiền trứng dịch. Vậy một tháng có 30 ngày thì anh này anh thu là khoảng 600 triệu. Nuôi dịch chạy đồng là lời lắm luôn nha cả nhà. Nhưng mà khi mà mình chạy đồng như thế này, mình cũng phụ tiền cho những cái người mà người ta cho mình để dịch xuống ăn ở ruộng người ta đó. Khi mà người ta gặt lúa xong rồi á thì người ta cho mình thả dịch xuống để mình cho nó ăn cái lúa đổ ở dưới đó đó. Rồi phải đi chịu cái tiền xe tải chở từ tỉnh này sang tỉnh khác nữa. Mà những cái người này á, là họ nuôi, họ có kinh nghiệm rồi, họ biết khu vực nào tháng nào có đồng, nên là họ sẽ đi theo tháng và năm nào cũng đi theo cái lịch đúng như vậy, nên là họ đi quanh năm luôn. Khi mà xuống một chỗ vậy á, là phải chọn được cái nơi để chiều nhốt lại và cho nó đừng có mắc cả nhà, nên là mình phải chịu một khoản chi phí với những cái người dân ở xung quanh để họ cho mình cho dịch có nước uống rồi có chỗ nghỉ ngơi nữa, nên là cũng khoảng mấy triệu thôi. Nhưng mà khi mà thuận bồm xuôi gió thì làm giàu rất là nhanh nha. Ngày xưa người ta nói là muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt. Nhưng ở đây mình thấy anh này anh nuôi vịt anh giàu quá chừng luôn. Một đêm là thu trên 20 triệu tiền trứng. Một tháng lụm 600 triệu ngọt xớt luôn nha cả nhà. Mà chỉ cần hai người theo cái đàn vịt này thôi. Cho nó ăn đâu có cần tốn lúa tốn gì đâu. Nên là chưa chắc là nuôi dịch là đã nghèo đâu nha cả nhà. Trừ khi mà nó dịch bệnh, dịch cúm gia cầm rồi nó ảnh hưởng thì chết cả đàn á, thì mới ảnh hưởng, mới lỗ thôi. Còn mà như thuận bồm xuôi gió như anh này á, là giàu mấy hồi luôn. Nhìn đàn dịch ảnh mà thấy mắc ham luôn á. Ảnh đi quanh năm nên là kinh nghiệm rất là nhiều về cái dịch chạy đồng này luôn. Đa số là ở thành phố hay là ở quê cũng vậy, ăn trứng vịt là đa số là những cái từ những cái đàn vịt này ra nha cả nhà. Nó cũng tốt đó, tại vì là không có cho ăn thức ăn. Vịt này là ăn lúa đổ ở dưới những cánh đồng mà ta gặt xong rồi đó, chứ không có đổ thức ăn như mà mấy chỗ khác đâu. Nên cả nhà cứ yên tâm nha. Bởi vậy người dân mình nhiều khi là nuôi nhỏ lẻ 10 con, 20 con á, thì lại đổ thức ăn. Còn người ta nuôi nhiều dịch chạy đồng như thế này á, là người ta không đổ thức ăn mà trứng ta là an toàn hơn cái người mà nuôi ít. Nên suy nghĩ mình thì hay ngược lại, tính là người ta nuôi ở nhà có mười mấy 20 con á, thì trứng nó đảm bảo chất lượng hơn. Nhưng thật ra là người ta đổ thức ăn rất là nhiều. Người ta cho ăn thức ăn cơ bản như khoảng 70% luôn, lúa rất là ít. Để cho nó đẻ nhanh và nó lớn nhanh á.
Còn đối với vịt chạy đồng như thế này á, người ta chuyên nghiệp mà người ta lại cho ăn lúa đồng, không có ảnh hưởng gì hết. Cả nhà thấy trứng không? Trứng mà thấy mắc ham luôn á đó. Đó, lụm trứng mỗi tay luôn. Trứng là cái món ăn khoái khẩu của trẻ em đó. Mấy bé này khoái lắm. Mà mấy cái đồng lúa này nè là người ta chuẩn bị cắt nè. Khi mà cắt lúa xong á là thả vịt xuống cho nó ăn. Một cánh đồng vậy là thường nó ăn khoảng 2 tháng là nó đi chỗ khác nha cả nhà. Người ta sẽ vận chuyển lên xe tải đưa cho mấy cái đàn vịt này đi cái nơi khác để tiếp tục ăn mấy cái cánh đồng ở cái tỉnh khác nữa. Đó, lúa đây mênh mông luôn, lúa ở quê mình là mênh mông luôn. Nên là ở đây thì ta nuôi vịt ít lắm, nhưng mà mấy cái vùng khác ta nuôi vịt ta đem về đây cho nó ăn thì rất là nhiều luôn. Ở đây là mình gặp vịt chạy đồng là thỉnh thoảng thôi, chứ cũng không phải là ai cũng nuôi được cái loại này đâu. Người ta có kinh nghiệm người ta mới nuôi được thôi, chứ không phải các anh chị mà thấy người ta nuôi thấy ham mà nhào vô nuôi đâu, chưa chắc làm được đâu nha. Rồi hôm nay Diễn Nông Dân chỉ chia sẻ tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, vui vẻ nha.